Xin kính chào quý vị, mời quý vị và các bạn thăm mô hình nhà sinh viên tại Nhật Bản. Một căn phòng nhỏ gọn, diện tích khoảng 10m2, một chiếc giường đơn, một chiếc tivi nhỏ, một tủ quần áo. Hệ thống máy lạnh hoặc máy sưởi. Vì ở nhà rất là lạnh cho nên đây là hệ thống máy sưởi. Một cửa kính có thể nhìn ra khu vực cảnh xung quanh. Trên bàn chúng ta có thể thấy đó là những đồ vật dụng cần thiết như một chiếc phích nữa, cắm điện, và đây là hệ thống bảng điều khiển đèn máy sưởi. Và các bạn nhìn thấy chiếc an toàn pin này hỗ trợ khi chúng ta bị mất điện, khi giật ra nó sẽ tự sáng. Một chiếc tủ giày. Và một bạn thăm quan nhà vệ sinh, nhà tắm. Tất cả ở đây đều được làm bằng composite nhựa, và chúng ta thấy sự phân bố rất là khoa học, giúp cho các bạn giữ sạch nhà tắm. Xin chào, chúc quý vị và các bạn.